Xin chào tất cả các em, đây là chương trình luyện thi đại học của trường Quốc văn Sài Gòn. Hôm nay cô sẽ trình bày về hydrocarbon không no. Trong phần hydrocarbon không no thì có 3 nội dung chính: alken, alkadien và alkin. Tiết học hôm nay sẽ tập trung chủ yếu vào alken. Xin giới thiệu các em sơ qua về cái phần lý thuyết của alken. Thứ nhất là về đồng đẳng đồng phân. Nghĩa là khi chúng ta nói về alken, nói về dãy đồng đẳng của alken, chúng ta nhớ rằng công thức chung của nó là CnH2n với n lớn hơn bằng 2. Tại sao n lớn hơn bằng 2? Bởi vì là phải cần có 2 carbon để có một liên kết đôi. Như vậy chúng ta nhớ công thức của alken là CnH2n với n lớn bằng 2. Bắt đầu, chất đầu tiên của dãy đồng đẳng alken là C2H4. Chúng ta tiếp tục thay n bằng 3 là C3H6, n bằng 4 là C4H8, C5H10, C6H12, vân vân. Có được các công thức chung và công thức phân tử của các alken. Tuy nhiên, từ đó chúng ta phải viết thành những cái công thức cấu tạo tương ứng, tức là công việc đó là của viết đồng phân cấu tạo. Thì đối với alken, các em phải nhớ rằng là trong công thức phân tử của nó có nối đôi. Alken là các em nhớ luôn luôn là alken là hợp chất có một liên kết đôi. Một liên kết đôi là các em thấy là hay biểu thị bằng nối đôi. Mà liên kết đôi này chính là, nếu chúng ta liên tưởng đến là liên kết bi, thì trong đó trong liên kết đôi là một liên kết sigma và một liên kết bi. Như vậy khi viết đồng phân alken, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ viết đồng phân hai loại: đồng phân về mạch carbon và đồng phân về vị trí liên kết đôi. Thì như vậy, so với hydrocarbon no, tức là alkan có cùng số C, thì số đồng phân của alken sẽ nhiều hơn so với alkan, bởi vì là alkan chỉ có đồng phân về mạch carbon, còn alken là vừa đồng phân về mạch carbon và đồng phân về vị trí nối đôi. Ví dụ như là alken C4H8 có các đồng phân cấu tạo, và các em sẽ biết là đầu tiên chúng ta biết 4 carbon trên một đường thẳng 4C, không phân nhánh, mạch không phân nhánh. Sau đó chúng ta cho liên kết đôi vào vị trí thứ nhất, là liên kết thứ nhất là nối đôi, hoặc là liên kết thứ hai là nối đôi. Thì như vậy là đối với mạch không phân nhánh, chúng ta đã có được hai đồng phân. Một đồng phân là liên kết đôi ở vị trí liên kết thứ nhất, và đồng phân thứ hai là liên kết đôi ở vị trí thứ hai. Sau đó chúng ta chuyển sang trường hợp là mạch phân nhánh. Mạch phân nhánh thì chúng ta biết được một liên kết đôi, bởi vì là ba liên kết trong phân tử của cái mạch phân nhánh này là như nhau. Như vậy đối với C4H8, chúng ta sẽ biết được ba đồng phân, thì nhiều hơn so với alkan. Nếu mà C4H10 thì chúng ta chỉ biết được hai đồng phân, trong khi đó alken là ba đồng phân. Và các cái tên gọi tương ứng thì các em đã học qua rồi. Chúng ta gọi theo mạch chính, và sau đó gọi vị trí nối đôi, và sẽ gọi đến là cuối cùng là tận cùng là chữ N. Ngoài cái tên theo danh pháp thay thế, chúng ta có thể gọi tên theo danh pháp thông thường, thì chúng ta sẽ có là butylene và isobutylene, alpha butylene và beta butylene là tên gọi của các cái chất có nối đôi ở vị trí số 1 và số 2 tương ứng. Như vậy về đồng phân thì các em chú ý thêm một ý quan trọng nữa là đối với alken, do có liên kết đôi cho nên nó sẽ có đồng phân hình học. Đồng phân hình học là đồng phân hình học xích trăng. Như vậy là do cái liên kết bi trong liên kết CC tạo ra cái mặt phẳng bi, thì các cái nhóm thế khi mà nó thay đổi vị trí so với cái mặt phẳng bi đó, thì tạo ra những cái phân bố không gian khác nhau, thì các nhóm thế khác nhau ngăn cách với mặt phẳng bi tạo ra đồng phân hình học xích trăng. Trong đó đồng phân xích là đồng phân có hai nhóm thế giống nhau nằm ở về một phía của mặt phẳng bi, còn đồng phân hình học răng là đồng phân trong đó hai nhóm thế trên hai nguyên tử carbon giống nhau nằm về hai phía của mặt phẳng bi. Ví dụ như khi chúng ta có but 2N thì chúng ta sẽ có là đồng phân xích
Thì khi đó hai nguyên tử hydro nằm về một phía, phía trên của mặt vẫn vi. Và đồng phân trăng thì chúng ta sẽ có là hai nguyên tử hydro nằm về hai phía của mặt vẫn vi, là mặt chính cùng phía, tức là chúng ta sẽ nhìn vào hai cái biểu tượng, cái hình ở trên màn hình thì chúng ta sẽ phân biệt được đồng phân xích và đồng phân trăng. Khi có đồng phân xích trăng thì chúng ta gọi tên, chúng ta sẽ gắn thêm chữ xích trước cái tên gọi bình thường. Ví dụ như bình thường chúng ta gọi nó là bút 2N, bây giờ chúng ta sẽ gọi cái đồng phân xích này là xích bút 2N và đồng phân trăng là trăng bút 2N. Thì đó là cách gọi tên và viết đồng phân, là cái vấn đề cũng rất là cần phải quan tâm khi mà chúng em học về Anken. Cái vấn đề tiếp theo nữa là về tính chất hóa học, hay còn gọi là hóa tính. Thì là chúng ta cần nhớ rằng đối với Anken, khi xuất hiện một nối đôi, khi xuất hiện một nối đôi thì tính chất sẽ thay đổi hoàn toàn so với Ankan. Do Anken có nối đôi cho nên Anken sẽ thực hiện các cái phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hóa. Thì bây giờ cô sẽ đi vào phản ứng cộng. Đối với phản ứng cộng của Anken thì Anken có thể cộng các tác nhân như là đối xứng là hydro hoặc là brom. Từ Anken chúng ta cộng hydro tạo thành Ankan, từ Anken cộng brom chúng ta tạo thành dẫn xuất đi brom. Và cái phản ứng mà cộng brom là phản ứng dùng để nhận biết Anken. Do dung dịch brom có màu vàng nâu nhạt, hoặc là nếu mà khi mà đậm thì cái màu của nó là nâu đỏ. Thì tác dụng với Anken thì sau đó là brom sẽ mất màu, dung dịch brom sẽ mất màu, thì nhờ dấu hiệu đó người ta nhận biết Anken. Ngoài ra Anken cũng có thể cộng với các cái tác nhân bất đối, tức là tác nhân mà hai cái phần của nó, phần dương và phần âm không giống nhau, là HCl, HBr, HI hoặc là nước. Như vậy là các em có thể thấy được cái phản ứng tổng quát: cộng hydro lấy Anken, cộng hydro ra Ankan, cộng brom lấy Anken, cộng brom thì ra dẫn xuất đi brom. Cộng HX thì phải nhớ quy tắc cộng Markov Nikov. HX là tác nhân bất đối thì cộng vào, nếu như cộng vào Anken đối xứng thì không ảnh hưởng gì, tức là sản phẩm chính là cũng chỉ có một sản phẩm thôi. Còn nếu mà cộng vào Anken bất đối, không đối xứng mà tác nhân cũng không đối xứng, thì khi đó sẽ có cái quy tắc gọi là quy tắc cộng Markov Nikov, là phần dương của tác nhân sẽ vào carbon mang nối đôi có nhiều H là sản phẩm chính. Như vậy các em phải lựa chọn sản phẩm chính, bởi vì sản phẩm chính, sản phẩm phụ ở đây là khác nhau ở chỗ là sản phẩm sinh ra cái tỷ lệ của nó chiếm đa số thì nó là sản phẩm chính, còn tỷ lệ của nó chiếm thiểu số tức là ít hơn thì nó là sản phẩm phụ. Vì vậy mình chú ý cái đặc tính phản ứng cộng vào Anken bất đối, tác nhân bất đối vào Anken bất đối để mà mình làm bài tập cho nó tốt. Thì như vậy sau đây cô muốn minh họa một số cái phản ứng, những cái bài tập về phần phản cộng của Anken. Tại vì phần này là các em gặp trong đề thi rất là nhiều và người ta cũng hỏi nhiều. Bây giờ cô sẽ giảng cho các em là bài 1, ví dụ 1. Với cái nội dung như sau: hỗn hợp khí X gồm hydro và C2H4 có tỷ khối đối với heli là bằng 3,75. Dẫn X qua Niken nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỷ khối đối với heli là 5. Hiệu suất phản ứng hydro hóa là bao nhiêu? Ứng với 4 đáp án: A 25%, B là 40%, C 20% và D là 50%. Như vậy các em có thể đọc đề và phân tích. Hỗn hợp X gồm có hydro và C2H4, hỗn hợp X, hydro và C2H4. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với heli là 3,75. Sau đó qua Niken nung nóng, tức là đã thực hiện phản cộng hydro vào C2H4, chúng ta thu được hỗn hợp Y. Sản phẩm là ví dụ có C2H6 và một trong hai chất này còn dư C2H6, và tỷ khối của hỗn hợp Y đối với heli là bằng 5, người ta cho là như vậy. Thì hỗn hợp Y, một trong hai cái sản phẩm đó còn, một trong hai chất đó còn dư. Như vậy chúng ta phải ghi cả là hydro
Vì có tính đến hiệu suất cho nên là cả hai, có thể là CH4 dư và CH và hydro cũng còn dư. Đề bài yêu cầu tính hiệu suất của phản ứng. Thì các em có thể làm, đầu tiên là chúng ta dựa vào cái tỷ khối hơi này để tìm cái tỷ lệ mol của hydro và CH4. Thì chúng ta sẽ tính M trung bình của hỗn hợp X. M trung bình của X là 3,75 nhân với M heli là 4, chúng ta sẽ có là 15. Thì dùng quy tắc đường chéo, chúng ta sẽ để là số mol hydro, đây là C2H4, M lớn hydro là 2, CH4 là 28, M trung bình là 15. Chúng ta sẽ nối thành đường chéo, lấy 15 trừ 2 thì còn lại là 13. Lấy số lớn trừ số bé, 28 trừ 15 là cũng còn 13. Tỷ lệ 13 chia 13 là tỷ lệ mol 1:1. Như vậy chứng tỏ là trong hỗn hợp X ban đầu thì là hydro và CH4 có tỷ lệ mol 1:1. Như vậy suy ra là số mol của hydro chia cho số mol của C2H4 là bằng 13 chia cho 13 là bằng 1 chia 1. Như vậy cô sẽ gọi luôn hỗn hợp ban đầu là 1 mol. Đó là hỗn hợp ban đầu, chúng ta sẽ chọn luôn là hydro 1 mol, CH4 1 mol. Thì cái phần phản ứng là C2H4 cộng với lại hydro qua niken nhiệt độ là tạo thành C2H6. Phần phản ứng là X mol ban đầu phản ứng, còn lại thì các em sẽ ghi đây là 1 mol X mol, X mol còn lại là 1 trừ X, 1 trừ X và cái này là thành X mol. Như vậy hỗn hợp ban đầu thì là 2 mol mà sau phản ứng thì gồm có là tổng ba số này, như vậy em sẽ có là số mol hỗn hợp X chia cho số mol của hỗn hợp Y thì bằng hai nghịch đảo của hai tỷ khối. Tỷ khối của Y đối với heli chia cho tỷ khối của X đối với heli. Đây cũng như là một công thức để các em áp dụng nhanh vào, bởi vì như vậy chúng ta sẽ tương đương hỗn hợp ban đầu có hai chất 2 mol, hỗn hợp sau có 3 chất, 1 cộng X, 1 trừ X cộng 1 trừ X cộng X, tất cả là thành 2 trừ X. Tỷ khối đối với Y đối với heli là 5. Còn tỷ khối của X đối với heli là 3,75. Giải phương trình này các em sẽ được là chúng ta nhân hai đường chéo. 2 nhân 3,75 là 7,5, 2 nhân 5 là 10. 5 nhân x là 5x, như vậy chúng ta sẽ có được dạng về chỗ này cô viết triển khai đồng chú. 7,5 thì bằng 10 trừ cho 5x. Như vậy x sẽ bằng là 0,5. 0,5 thì hiệu suất phản ứng chúng ta sẽ tính là số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu. Như vậy có phải là hiệu suất sẽ bằng 0,5 chia 1 nhân 100% là bằng 50%. Thì khi đó các em chọn đáp án có cái giá trị đúng với 50%, tức là đáp án D. Chúng ta sẽ chọn được đáp án D. Đó là ví dụ thứ nhất nói về anken tác dụng với hydro. Ví dụ thứ hai nói về anken tác dụng với dung dịch brom. Tôi sẽ giảng ví dụ 2. Cho hydrocarbon X phản ứng với dung dịch brom trong phản ứng với brom trong dung dịch theo tỷ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ Y chứa 74,08% brom về khối lượng. Như vậy đó là X cộng với lại brom tỷ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ Y có 74,08% brom về khối lượng. Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. X cộng với H